vâng, cái mã quần hoa cúc ngày hôm nay nghe thì có duy nhất 200 set xả rồi, có 200 chị yêu đầu tiên để lại số điện thoại nha các chị yêu nhá. Mã quần này là mã quần hoa cúc. Hoa cúc chất cốt tông, chất cốt tông cao cấp nha các chị yêu nhá. Quần này là quần chất cốt tông cao cấp cho các chị yêu này. Các chị yêu cứ yên tâm sử dụng thử sản phẩm nhà em đi. Mã là mã quần hoa cúc nha các chị yêu nhá. Quần hoa cúc chất cốt tông, hàng này em hàng thông hơi nha các chị yêu nhá. Hàng thông hơi cực kỳ thông thoáng cho các chị yêu này. Có một chút pha ren ở cái viền nhá. Ren này là cái ren chun cho nên là mặc không sợ bị ngứa, không sợ bị hằn nha các chị yêu nhá. Đây ạ, các chị nhìn này, cái độ co giãn của nó nhá. 40 cân cho đến 65 kg nhà em có size vừa cho các chị yêu này. 40 cân cho đến 65 kg nhà em bao vừa cho các chị yêu nhá. Mã của nó là mã quần cốt tông cao cấp này các chị yêu này. Đũng của nó là đũng may hai lớp nha các chị nhá. Đũng may hai lớp cho nên là các chị yên tâm sử dụng, yên tâm giặt máy giặt cho em ạ. Đũng may hai lớp nhá. Đũng của nó là đũng may các chị nhìn này, không phải là đũng dán nhá, cho nên là các chị giặt máy giặt thoải mái cho em, không sợ bị bong bị chóc nha các chị yêu nhá. Không sợ bị bong bị chóc, các chị cứ cho vào máy giặt giặt cho em ạ. Cứ cho máy giặt, cho vào máy giặt quay cho em thoải mái nhá. Đây, hàng này là hàng siêu co giãn luôn ạ. Siêu co giãn 40 cân cho đến 65 kg này em bao vừa nhá. Các chị rằng giật thoải mái luôn ạ, rằng giật thoải mái này. Đây ạ. Co giãn 4 chiều luôn nha các chị yêu nhá. Co giãn 4 chiều. Mã này là mã cốt tông thông hơi nhá. Nhà em combo 10 quần hôm nay xả chiên 200 chị yêu đầu tiên để lại số điện thoại với giá là 99.000 10 quần nhá. 99.000 10 quần cái form quần cốt tông hoa cúc này có tuyệt vời không ạ các chị yêu ạ? Có tuyệt vời không ạ? Cái mã này là mã quần hoa cúc mới toanh của nhà em nhá các chị yêu nhá. Mã này là mã mới nhất của xưởng nhà em vừa mới sản xuất ra đấy ạ. Đảm bảo với các chị yêu là trên thị trường chưa có ai có mã quần này bán đâu các chị yêu nhá. Chưa có ai có cái mã quần này bán luôn ạ. Bao đẹp, bao sang cho các chị yêu nhá. Mã quần cốt tông hoa cúc này xả với giá 99.000 10 quần cho các chị yêu này. 10 quần nhà em được mix đủ màu nhá, toàn màu đẹp, toàn màu sang luôn nhá các chị yêu nhá. Mix đủ màu cho em ạ. 10 quần được mix đủ màu nhá. 99.000 10 quần nhá, 99.000 10 quần, 40 cân cho đến 65 kg các chị yêu nào đã ưng rồi thì để lại ngay số điện thoại cho em, 99.000 10 quần ạ. 99.000 10 quần nhá các chị yêu, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em Trang. Nhà em bao kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên các chị cứ yên tâm kiểm tra hàng. Nếu đúng hàng em Trang online các chị nhận hàng cho em nhé. Đúng hàng của em Trang online này thì các chị yêu nhận hàng cho em. Mã này là mã cốt tông hoa cúc nhé. Các chị yêu lên cú pháp là combo kèm số điện thoại cho em ạ. Nhà em bán theo một combo, hai combo, ba combo. Và một combo là 10 quần đúng không ạ? Một combo 10 quần giá 99.000. Các chị yêu cứ lên 1, 2, 3 đến 3 combo nhé. Những chị yêu nào mua từ hai combo nhà em có miễn phí ship về tận nhà cho các chị yêu rồi ạ. Hai combo, từ hai combo nhà em có miễn phí ship về tận nhà cho các chị yêu nhá. Nếu mà các chị yêu nào lấy một combo thì sẽ thanh toán phí ship là 30.000 cho em ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái mã quần này nhà em đã xả lỗ cho các chị yêu rồi, để chiên cho các chị yêu rồi, cho nên là em không thể nào miễn phí ship cho các chị yêu được nữa. Cho nên là những chị nào mà lấy một combo thì các chị yêu sẽ thanh toán phí ship là 30.000 đồng cho em ạ. Còn những chị nào mà lấy từ hai combo nhà em sẽ hỗ trợ tiếp tục free ship cho các chị yêu về tận nhà nhá. Từ hai combo miễn phí ship về tận nhà cho các chị yêu này. Các chị yêu nhớ chia sẻ like cho em Trang nhá. Chia sẻ like thì sẽ được mua với giá là 99.000 10 quần. Các chị yêu không mua ở đâu được cái quần này với giá là 99.000 đâu đúng không ạ? 99.000 10 quần luôn nhá cho các chị yêu nhá. 10 quần mix đủ màu cho các chị yêu luôn này. Đó, quần là quần co giãn nhá. Chất này là chất cốt tông cao cấp nhá, pha một chút ren viền đấy ạ. Cốt tông cao cấp pha một chút ren viền cho các chị nhá. Đó. Các chị nhìn cái độ đàn hồi này, nó đàn hồi rất là nhẹ nhàng nhá. Nhìn nó đàn hồi rất là nhẹ nhàng. Đó, 99.000 10 quần nhá các chị yêu nhá. 99.000 10 quần. Và đặc biệt những chị nào mua từ 10 combo thì nhà em sẽ tặng các chị yêu với giá là 9.000 như ở trên trang, trên đây em Trang ghi đấy ạ. Những chị nào mua từ 10 combo thì nhà em sẽ tặng các chị yêu luôn với giá là 90.000 10 quần nhá các chị yêu nhá. Từ 10 combo thì giá sẽ theo cái bảng em ghi trên này ạ. Từ 10 combo thì giá sẽ là 9.000 nha các chị yêu nhá. Đây ạ, 99.000 10 quần nha các chị yêu này. Những chị yêu nào đã chia sẻ like xong rồi thì sẽ vào lên cú pháp combo kèm số điện thoại cho em Trang nhá. Lên combo kèm số điện thoại cho em Trang là có đơn ạ. Nhà em được mix đủ màu nha các chị yêu nhá. Nhà em được mix đủ màu bao đẹp bao sang luôn. Các chị yêu ơi, em Trang đang like rất là nhiều máy nhá, cho nên là em Trang không thể nào đọc được hết các bình luận của các chị yêu đúng không ạ? Và các chị yêu cứ để lại số điện thoại thì nhân viên nhà em sẽ gọi điện lại để tư vấn cho các chị yêu thêm về những thắc mắc của các chị yêu nhá. Combo kèm số điện thoại cho em 99.000 10 quần đủ màu cho em nhá. 99.000 10 quần, các chị yêu nhớ chia sẻ like cho em ạ. Chia sẻ like cho em, để lại số điện thoại là có nhân viên gọi điện chốt đơn cho các chị yêu nhá. Cứ có số điện thoại là có đơn hàng cho em, các chị yêu yên tâm ạ. Có chỉ có duy nhất 200 set thôi ạ. Có 200 set.
200 set để chiên, 200 chị yêu đầu tiên để lại số điện thoại nhé. Cô mua 10 quần giá 99.000 ạ. 99.000 10 quần, cái mã quần cốt tông Hoa Cúc này quá đẹp, quá tuyệt vời đúng không ạ? Cái mã này là mã mở toanh nhà em nhá, trên thị trường là chưa có ai bán đâu ạ. Em đảm bảo với chị yêu là trên thị trường chưa có ai bán cái mã quần cốt tông Hoa Cúc này đâu nhá. Chưa ai bán cái mã quần này cho em luôn ạ. Nhà em đã dập nguyên một cái hình bông hoa và chữ vạch ở dưới này rất là hot, đang cực kỳ hot luôn cho các chị yêu nhé. Mặc bao đẹp, bao sang, bao sướng luôn cho các chị yêu này. Cứ 3 tháng các chị yêu thay quần lót một lần cho em, 3 tháng các chị yêu thay quần lót một lần cho em. Cho nên là các chị yêu cứ lên 2-3 combo cho em dùng dần nhé các chị yêu nhé. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần thôi ạ. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất trên cái livestream ngày hôm nay nhà em Trang nhé. Chỉ có duy nhất một lần, bởi vì nhà em lên, em vừa ra cái mẫu mới toanh này, cho nên là em sẽ lên để chiên. Các chị yêu đã ủng hộ suốt nhà em suốt 3 năm qua. Em xả với giá là 99.000 10 quần nhá. 99.000 10 quần. Mua từ 2 combo thì em miễn phí ship về nhà cho các chị yêu rồi ạ. Chất của nó là chất cốt tông nhá. Chất của nó là chất cốt tông pha một chút ren viền đấy ạ. Pha một chút ren viền, đúng là đụng giảm nhá. À đúng của nó, em xin lỗi nhá, đúng của nó là đụng may đấy ạ. Đúng của nó là đụng may, không phải là đụng giảm nhá các chị yêu nhá. Cho nên các chị cứ giặt máy giặt thoải mái. Đây các chị nhìn cái phần đụng của nó này. Đó, phần đụng của nó là đụng may nhá các chị nhá. Đụng may 100%, cho nên các chị yên tâm mặc cái mã quần này không sợ bị hằn, không sợ bị nằn mông một tí nào luôn nha các chị yêu nhá. 99.000 10 quần, các chị yêu nào đã ưng rồi lên nghe số điện thoại kèm combo cho em nhá. Lên số điện thoại kèm combo cho em là có đơn hàng, nhân viên nhân nhà em sẽ gọi điện để tư vấn và chốt đại đơn cho các chị yêu nhá. Đây ạ, 99.000 một quần, các chị yêu không nghe nhầm nhá các chị yêu nhá. 99.000 10 quần, cái mã quần cốt tông Hoa Cúc. Mã này là chất liệu của nó là chất liệu cốt tông cao cấp nha các chị yêu nhá. Chất liệu của nó là chất liệu cốt tông cao cấp. Các chị yêu mua combo 10 quần được mix đủ màu như thế này cho em Trang nhá. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em ạ. Đúng hàng em Trang Online, các chị nhận hàng, không phải hàng em Trang Online, các chị trả hàng về cho các shop bán không uy tín nha các chị yêu nhá. Đây ạ, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đúng hàng em Trang Online, nhận hàng giúp em nhá. Đây ạ, 10 quần giá 99.000 nhá, 40 cân cho đến 65 kg nhà em bao vừa nhá. 40 cân cho đến 65 kg nhà em bao vừa cho các chị yêu này. 40 đến 65 kg. Giá 99.000 10 quần áp dụng cho những chị nào chia sẻ livestream này nhỉ, nhà em Trang nhá. Áp dụng cho những chị nào chia sẻ live ạ. 99.000 10 quần nhá. Quần là quần chất cốt tông cao cấp ạ. Quần của nó là quần chất cốt tông cao cấp nhá, có dập thêm hình bông hoa cúc cực hot, đang cực kỳ hot hit trên thị trường nhá. Nhưng cái mã quần này nhà em là mã quần mới toanh, nhà em vừa dập hình bông hoa vào, cho nên là trên thị trường chưa ai bán nhá các chị yêu nhá. Chỉ duy nhất nhà em đang like cái mã quần này, em đảm bảo với các chị yêu luôn. Các chị yêu tìm trên thị trường không bao giờ tìm được cái mã quần này bây giờ nhá các chị yêu nhá. Nhà em độc quyền luôn cái mã quần này luôn ạ. Cái dập hình hoa cúc này nhà em vừa dập vào xong thì cái mã mới này, cho nên là nhà em xả để tặng, gọi là tặng đi, gọi là tặng các chị yêu với giá là 99.000 10 quần nhá. 99.000 10 quần, các chị yêu để lại combo kèm số điện thoại cho em luôn ạ. Combo kèm số điện thoại là có đơn hàng nhá. 40 cân cho đến 65 kg nhà em bao vừa này. 40 cho đến 65 kg này, răng giật thoải mái, cho nên các chị yêu cứ cho về máy giặt thoải mái, không sợ bị bong, bị sù, bị ráo, bị nhão đâu ạ. Đây ạ. Đó, các chị yêu nhìn này. Răng giật thoải mái luôn cho các chị yêu nhá. Răng giật thoải mái luôn cho các chị yêu này. 10 quần đủ màu cho các chị nhá. 10 quần được mix đủ màu, toàn màu sang, màu đẹp luôn cho các chị yêu này. Mã quần cốt tông Hoa Cúc giá 99.000 10 quần nhá. Các chị yêu nhớ chia sẻ like cho em nhá. Chia sẻ like cho em thì được mua với giá là 99.000 10 quần đây ạ. Quần cốt tông nhá, quần cốt tông Hoa Cúc này. Hàng này là hàng thông hơi nhá các chị yêu này. Hàng thông hơi cho nên mặc rất là thông thoáng, không sợ bị bỉ nhá. Và cái đũng của nó là đũng may hai lớp giúp kháng khuẩn nhá. Kháng khuẩn khử mùi cho các chị yêu này. Đúng của nó là đúng hai lớp kháng khuẩn khử mùi cho các chị yêu luôn nhá. 40 cân cho đến 65 kg thì các chị yêu để lại số điện thoại cho em luôn ạ. Để lại số điện thoại cho em là có đơn hàng nhá. Cứ có số điện thoại là có đơn hàng nhá các chị yêu nhá. Combo kèm số điện thoại cho em Trang là có đơn hàng luôn ạ. Các chị yêu nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá các chị nhá. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Vâng đúng rồi nhá, em không thể nào đọc hết được tin nhắn của các chị yêu đâu ạ. Các bình luận của các chị yêu nó sẽ bị trôi bởi vì em đang like ở rất là nhiều máy đúng không ạ? Em đang like ở rất là nhiều máy cho nên là các chị yêu cứ để lại số điện thoại thì nhân viên nhà em sẽ gọi điện lại để chốt đơn cho các chị yêu nhá. Mã quần này là mã quần cốt tông nhá. Mã quần cốt tông Hoa Cúc này. Chất của nó là chất cốt tông cao cấp luôn ạ. Các chị sờ là các chị biết nhá, sờ nó cực kỳ mềm nhá. Sờ mềm mướt mặc như không mặc luôn các chị yêu ạ. Mặc như không mặc luôn nha các chị yêu nhá. Đây ạ. Cái độ co giãn nha các chị nhìn này. Độ đàn hồi như em kéo ra nhá, nó hồi rất là nhanh ạ. Nó hồi rất là nhanh nha các chị yêu nhá. Quần cốt tông Hoa Cúc 99.000 10 quần nhá. Em tặng các chị yêu với giá là 99.000 10 quần nhá.
mua từ hai combo nhà em có miễn phí ship về tận nhà cho các chị yêu này. Những chị nào mua một combo thì thanh toán phí ship là 30.000 cho em nhá. Những chị nào mua một combo thì thanh toán phí ship là 30.000 cho em ạ. Những chị nào mua từ hai combo thì nhà em sẽ miễn phí ship cho các chị yêu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nhà em đang bán xả lỗ rồi, xả gọi là xả tri ân rồi, cho nên là khi mà các chị lấy một combo thì nhà em sẽ không thể miễn phí ship được, đúng không ạ? Và các chị yêu cứ lấy từ hai combo trở lên cho em. Em đảm bảo với các chị nhận hàng, kiểm tra hàng mất tay luôn cho các chị nhá. Các chị yên tâm là shop nhà em được kiểm tra hàng, bao kiểm tra hàng trước khi thanh toán các chị ạ. Bao kiểm tra hàng trước khi thanh toán lên, cho nên là các chị cứ thoải mái luôn nhá. 40 cân trở đến 65 kg nhà em bao vừa. Cho nên các chị cứ để lại số điện thoại, nhân viên nhà em sẽ gọi điện và tư vấn cho các chị yêu thêm nhá, các chị yêu nhá. Để lại số điện thoại là có đơn hàng trên 200 chị đầu tiên chia sẻ cái livestream này ngày hôm nay nhà em Trang. Và chỉ duy nhất một cái livestream ngày hôm nay nhà em Trang sẽ có cái mã quần này và xả với giá là 99.000 10 quần, đúng không ạ? Sau cái livestream này thì cái mã quần này sẽ trở về giá cũ là 250.000 10 quần nhá các chị yêu nhá. Cái mã quần này mới cho nên là em bỏ ra để em tặng tri ân các chị yêu đã ủng hộ shop nhà em suốt 3 năm qua. Và hết cái livestream này thì cái quần này nó sẽ trở về giá cũ của nó là 250.000 10 quần nhá các chị yêu nhá. Hôm nay thì em sẽ xả là 99.000 10 quần cho các chị yêu luôn này. 99.000 10 quần từ hai combo miễn phí ship cho em ạ. Từ hai combo miễn phí ship cho em nhá. Chất của nó là chất cốt tông cao cấp này. Chất cốt tông cao cấp thông hơi nhá. Thông hơi cho nên các chị yêu mặc nó sẽ không bị bí ạ. Mặc nó sẽ thông thoáng và thấm hút mồ hôi các chị yêu nhá. Đũng của nó đũng may hai lớp đấy ạ. Quần cốt tông cao cấp 10 quần của nó được mix đủ màu như thế này nhá các chị yêu nhá. 10 quần của nó được mix đủ màu, toàn màu đẹp, màu sang luôn này các chị này. 99.000 10 quần nhá. Những chị nào từ 40 cân cho đến 65 kg đã ưng rồi thì để lại số điện thoại cho em Trang luôn nhá. Để lại số điện thoại cho em Trang trên cái livestream ngày hôm nay nhà em. 99.000 10 quần, hết cái livestream này giá cũ là 250.000 10 quần nhá các chị yêu nhá. 99.000 10 quần, các chị nhanh tay để lại số điện thoại cho em ạ. Để lại số điện thoại cho em là có đơn hàng nhá. Để lại số điện thoại, nhân viên nhà em sẽ gọi điện và chốt đơn lại cho các chị yêu nhá. 99.000 10 quần áp dụng cho những chị nào chia sẻ livestream này ngày hôm nay nhà em ạ. Áp dụng cho những chị nào chia sẻ livestream, bấm nhấn nút chia sẻ là có đơn hàng nhá các chị yêu nhá. Nhấn nút chia sẻ sau đó các chị quay lại và để lại số điện thoại cho em ạ. Đây ạ. Quần cốt tông hoa cúc nhá. Các chị nhìn kỹ cái hoa cúc nhà em này. Đẹp không ạ? Nhà em dập quá đẹp, quá đỉnh luôn nhá. Cái mẫu hoa cúc này là mẫu hoa cúc hot nhất, đang hot nhất trên thị trường luôn ạ. Và cái mã quần hoa cúc này trên thị trường chưa ai bán, em đảm bảo một câu là chưa ai bán cái mã quần hoa cúc này luôn ạ. Nhà em là cái mẫu này là mẫu đầu tiên vừa ra lò xong. Mẫu đầu tiên vừa ra lò xong thì em lên em xả tri ân các chị yêu nhá. Tri ân tặng quà cho các chị yêu, gọi là tặng bởi vì em không hề mà có một đồng lãi nào luôn ạ. Tặng để gọi là tri ân các chị yêu đã ủng hộ shop nhà em nhá. 99.000 10 quần nhá, combo 10 quần giá 99.000. Các chị yêu nào đã ưng rồi lên ngay số điện thoại cho em kèm combo cho em nhá. Combo kèm số điện thoại cho em là có đơn hàng nhá. Đây ạ, combo 10 quần của nó được mix đủ màu nhá, cốt tông hoa cúc này. 40 cân cho đến 65 kg nhà em bao vừa cho các chị yêu nhá. 40 cân cho đến 65 kg nhà em bao vừa cho các chị này. 10 quần được mix đủ màu cho các chị yêu nhá. Nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em ạ. Nhận hàng các chị yêu được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Chứ không giống như một số shop là không cho kiểm tra hàng, em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em ạ. Kiểm tra hàng, hàng ok, đúng hàng em sang like là thì các chị nhận hàng. Không phải hàng em sang like thì các chị không nhận hàng cho em nhá. Đây ạ, 99.000 10 quần, cái mã quần cốt tông cao cấp như thế này các chị yêu ạ. Các chị yêu không mua được ở đâu đâu nha các chị yêu nhá. Quá đẹp, quá đỉnh luôn này. Đủ màu cho các chị yêu này, được mix đủ màu cho các chị yêu nhá. 99.000 10 quần. 99.000 10 quần thôi ạ. Các chị yêu nào đã ưng rồi thì để lại số điện thoại nhanh cho em nhá. Để lại số điện thoại kèm combo cho em ạ. Thì nhân viên thì em sẽ gọi điện cho đơn cho các chị yêu nhá. Đây, quần là quần cốt tông nhá. Cốt tông co giãn rằng giật thoải mái luôn cho các chị yêu này. Đó, các chị yêu rằng giật thoải mái luôn cho các chị nhá. Đó. Lên một combo, hai combo hoặc ba combo cho em. Từ hai combo nhà em có miễn phí ship về tận nhà cho các chị yêu rồi nhá. Từ hai combo nhà em có miễn phí ship về tận nhà cho các chị yêu rồi ạ. Các chị yêu cứ yên tâm lên combo kèm số điện thoại nhà em sẽ có nhân viên gọi điện và tư vấn thêm cho các chị yêu nhá.